Nhân loại chúng ta đã gây ra quá nhiều tội ác, đã tác hại môi trường sự sống trên quả địa cầu quá nhiều. Chúng ta thích và muốn đủ thứ hết á. Tuy nhiên thích và muốn thì gây ra phiền toái, tội ác cũng như gây thiệt hại môi trường sự sống trên quả địa cầu, làm phiền cả càn khôn luôn nữa. Và trong những vấn đề mà tác động tác hại khốc liệt trên quả địa cầu thì Trung Cộng đã gây ra quá nhiều tội ác. Thí dụ như giết bao nhiêu trăm triệu thai nhi phái nữ, con gái còn trong trứng nước, cũng như lối sống của đàn ông Trung Cộng đa số là sống theo băng đảng, gangster, bè phái, ỷ mạnh, hiếp yếu. Đàn ông Trung Cộng thì có 5-7 vợ hoặc chục vợ thì càng tốt, vì thế sinh sản quá nhiều, để rồi không có thể giải quyết được, rốt cùng đi đến kế sách mỗi một gia đình chỉ được một người con. Và họ thông thường thì họ trọng nam khinh nữ, vì thế gia đình của họ nếu mà phụ nữ có thai mà biết là con gái thì họ sẽ giết từ trong trứng nước, đa số là như thế. Và vì thế họ đã giết hàng bao nhiêu trăm triệu thai nhi con gái từ trong trứng nước lận. Điều này làm Thượng Đế Toàn Năng rất là tức giận. Chưa kể Trung Cộng ỷ mạnh hiếp yếu từ nhiều ngàn năm nay, và họ có ý định thôn tính cả thế giới, và họ đã và đang làm hủy hoại môi trường rất là nặng nề. Bằng chứng là họ đã đắp những đập nước từ Bắc xuống Nam thuận theo tự trường trái đất quả địa cầu. Điều này đã gây ra tác hại nặng nề lực tự trường của quả địa cầu thuận theo tự trường trái đất từ Bắc xuống Nam. Dòng sông Cửu Long, dòng sông từ Hy Mã Lạp Sơn đi xuống, nguồn nước chảy ra biển để ba lăng quả địa cầu, làm cho quả địa cầu ở phía dưới lòng đất bớt khô cạn. Khi Trung Cộng đập nước ngăn cản sự luân chuyển của dòng nước từ Hy Mã Lạp Sơn đi xuống, làm cho nhiều nơi ở phía trên nhiều nước quá, sinh ra nặng nề, còn mảng dưới thì khô cạn, ở dưới lòng đất bị khô cạn, bị hõm đi, và đồng thời đã gây ra tai hại sự sống của hàng bao nhiêu trăm triệu người ở mạng dưới, những quốc gia ở mạng dưới. Đây là kế sách ác độc của Trung Cộng do quỷ Sa Tăng lãnh đạo. Kế sách này đã làm Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng càng tức giận thêm. Chưa kể Trung Cộng còn toan tính chiếm những quốc gia lân bang, và họ toan tính trong tương lai họ sẽ làm bá chủ thế giới, họ sẽ trị thế giới bằng đường lối cai trị sách vở của bọn quỷ Sa Tăng.
Điều này làm cha trời Thượng Đế Toàn Năng rất là tức giận và bực mình. Vì thế Ngài mới cho hình ảnh này hiện ra trên mây để cảnh báo cho Trung Cộng, Satan và những kẻ giàu có, độc tài, ích kỷ, kiêu ngạo, hống hách. Thượng Đế Toàn Năng sẽ nắn quả địa cầu lại. Và nơi thiệt hại nặng nề nhất là ở tại Đông Bắc Á Châu. Và nơi thiệt hại nặng nề nhất là Trung Cộng và Bắc Hàn, cũng như một phần đất Nhật Bản, cũng như một phần đất Nga Xô sẽ bị thiệt hại nặng nề không kém. Khi sự việc này xảy ra, cả khắp quả địa cầu sẽ rúng động. Và chỉ có những kẻ nào thật sự ăn năn sám hối kịp lúc thì mới được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cứu rỗi, bảo vệ. Vì sẽ có chiến tranh khắp nơi, nhưng mà tốt hơn là để cho có chiến tranh nguyên tử xảy ra. Vì thế Thượng Đế Toàn Năng sẽ nắn quả địa cầu lại. Bây giờ cách duy nhất để cho nhân loại thức tỉnh, sám hối khẩn cấp, nhờ đó mà nhân loại nhiều người sẽ được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cứu rỗi, bởi vì phải sám hối thì mới được cứu rỗi, đó là chúng ta cần thông báo hai sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại, cùng lúc thông báo những phép lạ vĩ đại mà tôi vừa trình bày cho nhân loại được biết, để họ cùng nhau nhắc nhở, học hỏi gấp và cùng nhau học hỏi những điều chỉ dạy của Cha Trời Giêsu, áp dụng những lời dạy bảo của Ngài. Cùng lúc cần phải học hỏi, nghiên cứu về hai sấm lệnh mới nhất của Ngài. Chúng ta không thể nào không học những cái mới. Những cái mình đã biết rồi, mình đang học thì càng tốt thôi, giữ lấy những cái tốt. Nhưng mà những cái mới chúng ta cần phải tiếp tục học những cái mới, không thể dậm chân một chỗ được. Thượng Đế là luôn luôn tiến hóa. Chúng ta ước ao được sống thanh thản, nhẹ nhàng, hiểu biết và mình tồn tại cùng càn khôn là chúng ta luôn luôn phải học hỏi. Và kính thưa đồng bào thân mến, thông báo hai sấm lệnh mới nhất cùng những phép lạ đặc biệt của Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả nhân loại cần được biết gấp. Riêng phần ở tại Đông Nam Á, làm cầu để Trung Cộng không tiếp tục phạm tội. Làm cách nào để Trung Cộng bớt bị thiệt hại nặng nề khi mà Thượng Đế nắn quả địa cầu lại? Chắc chắn Ngài sẽ nắn quả địa cầu lại. Chúng ta cần thông báo cho Trung Cộng được biết gấp. Kêu gọi Trung ương Đảng Cộng sản mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, cũng như tất cả các băng đảng cộng sản trên khắp thế giới cần làm như thế, cũng như những kẻ giàu có, độc tài, hung dữ, ích kỷ, kiêu ngạo cần phải làm như thế, cũng như những kẻ tự do quá trớn cũng cần phải làm như thế. Riêng phần ở tại Đông Nam Á, chúng ta cần cho Trung Cộng biết và cho người dân ở tại Đông Nam Á biết gấp, và nhất là người Việt Nam được biết gấp, bởi vì người Việt Nam rất là sùng đạo, người Việt Nam rất hiếu vì đạo. Người Việt Nam, tổ tiên Việt Nam đã có đạo trước khi tất cả những tôn giáo bạn đem đến du nhập vào Việt Nam, thí dụ như Lão giáo, Khổng giáo, rồi Phật giáo, rồi Thiên Chúa giáo, Hồi giáo đến Việt Nam sau này. Tuy nhiên trước đó dân tộc Việt Nam chúng ta, tổ tiên Việt Nam chúng ta đã có đạo trước đó rồi. Đó là đạo gì? Đạo thờ ông Thiên. Thiên là thiên liêng, ông trời đó, ông trời. Vì thế ông bà tổ tiên lập một cái bàn thiên, tức là bàn thiên là gì? Là bàn
đặt ở giữa trời, không có để trong nhà, trong phòng, trong building gì được hết á. Tại vì ông trời quá lớn, phải làm một cái bàn như bàn giữa trời để mà cầu nguyện, cầu xin khấn vái, xin trời thương xót, ban ơn, ban cho mưa, thấy không? Cho nắng, không? Cho mưa để mà trồng trọt, thấy không? Cho nắng để mà ấm áp, vân vân là vân vân. Cầu xin ông trời. Tổ tiên Việt Nam chúng ta có đạo, hiểu không? Vì thế dân tộc Việt Nam chúng ta rất hiếu vì đạo. Mà khi mà dân tộc Việt Nam chúng ta biết được hai sấm lệnh quan trọng nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại vào mặt này cho đến ngày tận thế, thì người Việt Nam chúng ta sẽ sốt sắng cầu nguyện nhắc nhở nhân loại. Và chúng ta cần thông báo những phép lạ vĩ đại này cho người Việt Nam biết. Rồi người Việt Nam cùng nhau cầu nguyện từ Bắc xuống Nam, từ Nam ra Bắc, thì chắc chắn Thượng Đế Toàn Năng sẽ chuyển mình nhanh hơn, và thế giới cộng sản sẽ giải tán, Trung Cộng sẽ rút về nước và Trung Cộng sẽ sám hối. Bởi vì không còn một cơ hội nào khác. Nếu Trung Cộng và Việt Cộng không sám hối thì họ sẽ bị người dân bản xứ ở khắp mọi nơi nổi dậy trừng trị họ đích đáng. Có nghĩa rằng là sẽ có rất nhiều bí thư cộng sản các cấp sẽ bị người dân xử tử hình ở tại đất nước bản xứ của họ. Cùng lúc khi Thượng Đế nắng quả đi cầu lại thì có những người giàu có, ích kỷ, độc tài, kiêu ngạo, hống hách ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu cũng sẽ bị người dân bản xứ ở khắp mọi nơi nổi dậy xử tội những kẻ đó. Đặc biệt ở tại Việt Nam, nếu người dân Việt Nam có khoảng 5 triệu người biết rõ ràng về hai sấm lệnh quan trọng này và những phép lạ này, thì triệu người này sẽ thông báo cho tất cả người dân được. Mà người dân Việt Nam thì nhập tâm về đạo lẹ lắm. 5 triệu người được biết rõ ràng thì 5 triệu người này sẽ thông báo cho 100 triệu người Việt Nam được biết. Lúc đó người Việt Nam cùng nhau cầu nguyện thì thế giới cộng sản sẽ tan rã và không đổ một giọt máu, mà thế giới cũng sẽ tránh được chiến tranh xung đột giữa quyền lợi, quyền lực của Trung Cộng do quỷ Sa Tăng lãnh đạo và của thế giới tự do. Có những lúc hơi quá trớn cũng rất là nguy hiểm. Kính thưa đồng bào, anh chị em nhân loại, chúng ta có bổn phận thông báo về hai sấm lệnh này cho tất cả mọi người được biết gấp. Chúng ta có bổn phận thông báo về những phép lạ này cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Bởi vì hiện tại bây giờ đồng bào nhân loại chúng ta có trên 7 tỷ người. Chúng ta đều là anh chị em với nhau, đều là con cái của Thượng Đế Toàn Năng. Chúng ta được quyền thừa hưởng về hai sấm lệnh mới nhất này, cũng như chúng ta được quyền thừa hưởng về những phép lạ vĩ đại này. Chúng ta cần phân phát cho nhau. Và đương nhiên, các nhà lãnh đạo trên thế giới đóng vai lãnh đạo của một quốc gia hay là lãnh đạo của một tôn giáo. Quý vị có bổn phận phân phát và thông báo hai sấm lệnh này cũng như những phép lạ này cho đồng bào của quý vị, cho gia đình quý vị, cho đồng bào trong nước của quý vị, cho đồng đạo của quý vị được biết gấp. Đó là bổn phận của những người lãnh đạo của những quốc gia trên thế giới, và là đó là bổn phận của những người đóng vai lãnh đạo các tôn giáo làm lành lánh dữ. Quý vị có thể sắp xếp thời gian biểu cho phép chúng tôi có mặt tại Liên Hiệp Quốc để tường trình rõ ràng hơn về những sự việc này. Nếu cần có mặt tôi để làm chứng. Tuy nhiên, những gì tôi trình bày đây tương đối là quá rõ ràng. Tôi đã trình bày, phải nói là từ
29 tháng 8 năm 2009 cho đến bây giờ là năm 2017. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 3 năm 2017. Chúng tôi trình bày tương đối là rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu quý vị cần có tôi có mặt ở tại Liên Hiệp Quốc thì chính quý vị phải sắp xếp thời dụng biểu và đừng quên gửi cho tôi một vé máy bay. Bởi vì tôi đã hy sinh hết rồi, tôi không có gì để mà phải nói là quý vị mà vắt nữa hết, nghe không? Đa số phải nói hầu hết các nhà lãnh đạo trên thế giới và các nhà truyền thông và những kẻ giàu có quý vị đã chưa làm bổn phận của quý vị đối với lời mời gọi của Thượng Đế Toàn Năng về hai sấm lệnh này và về những phép lạ này cần được chuyên chở đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Quý vị hãy làm bổn phận của quý vị đi. Tôi sẽ gửi video này, clip này đến cho Liên Hợp Quốc và nhà cầm quyền Mỹ Quốc cũng như cơ quan FBI và cơ quan CIA và NSA, nhất là ở tại White House. Cũng như tôi nghĩ gửi bao nhiêu đủ rồi, quý vị hãy thông báo nhau làm việc với nhau đi. Tôi cần gửi cho đến cho Ben, Brother Ben Ki-moon rồi Brother Donald Trump, White House rồi. Có thể tôi gửi đến cơ quan FBI headquarter rồi những cơ quan nào cần gửi. Tôi đã gửi một vài hộp khác nhau nhưng mà tôi sẽ tiếp tục gửi thêm để mong make sure là quý vị nhận được. Bởi vì quý vị có biết đây là sấm lệnh của Thượng Đế vô cùng quan trọng và tôi được sự bảo vệ toàn thời gian của Thượng Đế Toàn Năng cũng như của triệu triệu anh hùng chiến sĩ Trần Vân. Bởi vậy bọn quỷ Satan nó đã và đang tìm đủ mọi cách để sát hại tôi, để ngăn cản việc làm tôi đang làm, nhưng chúng nó ngăn cản không được. Chúng nó và đương nhiên chúng nó không thể sát hại tôi được là bởi vì tôi có sự bảo vệ toàn thời gian của Thượng Đế Toàn Năng và Thượng Đế Toàn Năng biết cả những mưu mô của bọn Tàu Cộng cũng như của bọn Việt Cộng cũng như của bọn Việt Giang cũng như của bọn Sa Tăng cũng như của bọn kỳ thị chủng tộc. Thượng Đế Toàn Năng biết tất cả. Và đương nhiên, Thượng Đế Toàn Năng có đủ quyền năng để tiêu diệt những kẻ đó bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Thành ra tôi vẫn tiếp tục làm việc một cách hiền hòa và không thiếu phần oai nghiêm, thanh thản nhẹ nhàng. Bởi vì tôi không có làm việc gì ác độc hết. Tôi chỉ là người đem hồng ân vĩ đại của Thượng Đế đến cho đồng bào anh chị em nhân loại của mình. Và chúng ta có trên 7 tỷ người cần được hưởng những hồng ân vĩ đại này. Và đồng bào cũng cần được biết là những người bệnh mới cần thầy thuốc. Thành ra tôi cũng đang đóng một lương y. Mà quá khứ tôi đương thời là một lương y, thành ra tôi hiểu những con bệnh của mình. Tôi không có ghét bỏ những kẻ đã và đang ám hại tôi, bởi vì họ không biết, họ chưa biết, họ không biết họ làm gì. Họ đã bị quỷ Sa Tăng bắt, họ sai khiến họ làm những việc sai quấy. Và tôi vô tình đóng một trong những vai là lương y giúp trị bệnh cho họ bằng cách là ban bố tình thương yêu của Thượng Đế Toàn Năng cho họ và cho gia đình họ. Bởi vì nếu mà họ không thật sự ăn năn sám hối thì linh hồn của họ sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Sa Tăng và linh hồn của họ sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, vô cùng kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt. Cha trời Giêsu đã dạy bảo là hãy thương yêu kẻ thù của mình thì mới trọn vẹn. Vâng, người ác bởi vì họ chưa hiểu sự việc, thành ra họ mới làm việc ác.
Chứ nếu họ hiểu sự việc rồi, không ai muốn làm việc ác cả. Bởi vì việc ác là việc của quỷ Satan, là quỷ diệt, là tham sân si, là những kẻ độc tài, ích kỷ, kiêu ngạo, lo đong đầy những túi tham không đáy, những túi tham quyền lực, ham mê dục vọng vật chất, danh vọng, ảo quyền thế, gian xảo. Đó là việc làm của quỷ Satan. Chúng ta hãy xa lánh những việc làm đó, và chúng ta cần phải nhắc nhở cho nhau trong tình thương yêu là hãy xa lánh những việc làm láo xược, vu khống, mạ lị, ham mê dục vọng vật chất, danh vọng, ảo quyền thế, gian xảo, độc tài, ích kỷ, kiêu ngạo, lười biếng. Đó là bệnh quỷ Satan. Chúng ta hãy tránh xa những căn bệnh đó. Chúng ta luôn luôn cần sự tha thứ và sự hướng dẫn cũng như bao che của Cha Trời Thượng Đế toàn năng, thì chúng ta mới có thể sống và tồn tại cùng càn khôn đầy ý nghĩa. Kính xin đồng bào, quý vị hãy dịch lại nhiều ngôn ngữ khác nhau, bởi vì tất cả mọi người trên quả địa cầu cần được biết về hai sấm lệnh này và những phép lạ này, cũng như buổi tường trình ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Tôi sẽ gửi video này đến cho chính quyền Mỹ cũng như cho Liên Hợp Quốc. Và nên nhớ, tất cả những người lãnh đạo các tôn giáo làm lành lãnh dữ cần nghe lời tôi hướng dẫn về hai sấm lệnh này cũng như về những phép lạ này. Đó là sấm lệnh của Thượng Đế toàn năng ra lệnh cho tôi biết để nhắc nhở cho quý vị. Tôi nhận được sấm lệnh đặc biệt đó vào tháng 12 năm 2011. Và sẵn đây tôi xin được giới thiệu luôn, tôi chính đây là vua Việt Nam. Thượng Đế toàn năng đã trao ngôi vua, mão vua Việt Nam cho tôi vào cuối năm 2009, và Ngài ra lệnh bảo tôi phải lãnh nhận và không được phép từ chối. Dẫu rằng tôi đã từ chối bởi vì tôi biết làm vua Việt Nam cực lắm, thời nhất là thời này nữa, cái thời mà nhân loại rất là hống hách, cái thời mà quỷ Sa Tăng cộng sản nó nổi loạn kinh hoàng, cái thời mà quỷ Sa Tăng nó làm việc ráo rít rối rít, phải nói là rốn ráo, kêu bằng nó làm việc kêu bằng khủng khiếp. Vì thời kiếp quỷ Sa Tăng chúng nó làm việc kinh hoàng khủng khiếp hơn tất cả những thời khác nữa. Thành ra chúng nó đã cám dỗ và bắt nhiều người làm nô lệ cho chúng. Mà nhất là ở tại Đông Nam Á thì thôi, đất nước Việt Nam chúng ta thì bây giờ là quá loạn lạc. Mà bọn Sa Tăng Trung Cộng thì chúng nó bằng bằng mọi cách sang bằng để mà chiếm đất nước Việt Nam, cũng như chúng nó muốn giết sạch hầu hết đàn ông Việt Nam. Chúng nó chỉ muốn giữ lại phụ nữ thôi. Đó là kế sách của Trung Cộng đối với tất cả những quốc gia nào mà chúng chiếm được. Cộng với sự thờ ơ vô trách nhiệm của Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, họ chỉ muốn học những bài học cũ rích, những bài học của con người với nhau để mà học hỏi, để mà đối đầu với bọn quỷ Sa Tăng cộng sản, thì làm sao mà họ hiểu được những gì mà tôi đang làm việc đây. Trong khi đó, quyền năng của con người không thể nào đương đầu với bọn quỷ Sa Tăng cộng sản, bởi vì cộng sản là quỷ Sa Tăng. Vì thế khi mà Thượng Đế toàn năng đội mũ cái ngôi vua Việt Nam lên đầu tôi, Ngài đến với tôi trong giấc ngủ thiền định, thì Ngài ra lệnh, Ngài nói đây nè là ngôi vua Việt Nam là của con, ta chọn con làm vua Việt Nam, thì con muốn làm gì con làm, con là vua Việt Nam đó, con phải cứu dân cứu nước của con, ta luôn luôn phù trợ và bổ sức cho con. Tôi đồng ý chuyện đó, Ngài luôn luôn làm điều đó. Nhưng mà tôi cảm thấy rất mệt mỏi và tôi đã từ chối
Nhưng Ngài không cho phép tôi từ chối. Tôi không dám cãi lệnh Thượng Đế. Ai dám cãi lệnh Thượng Đế? Cãi lệnh Thượng Đế là chết. Cãi lệnh Thượng Đế là quỷ Satan nó bắt lên. Và rồi tôi yêu cầu, tôi yêu cầu Thượng Đế. Tôi nói là thưa Ngài, Ngài ra lệnh, con từ chối, Ngài không cho, thì đương nhiên con không dám cãi lệnh Ngài. Ngài biết điều đó. Nhưng con xin một điều về sự việc đó. Thượng Đế hỏi con xin điều gì? Con nói đi, con xin đi. Tôi đã thưa cùng Thượng Đế vào cuối năm 2009 khi Ngài trao ngôi vua Việt Nam cho tôi. Tôi nói thưa Ngài, xin phép Ngài cho con ban ngôi vua Việt Nam của con đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam của chúng con, cho những ai ước ao được làm việc của Ngài ban cho, cũng như việc Ngài ban cho con đã làm và đang làm đây, là thông báo hồng ân cứu rỗi của Ngài, cùng lúc làm việc cứu nguy Việt Nam khỏi bọn cộng sản và khỏi bọn tài phiệt quốc tế tư bản xanh tư bản đỏ, cũng như khỏi bọn lo đong đầy những túi tham không đáy. Lúc đó Thượng Đế cười, Thượng Đế, điều con xin đẹp lòng ta, con quá khôn ngoan. Thượng Đế khen tôi khôn ngoan. Tôi cười, tôi trả lời, tôi nói dạ, kính thưa Thượng Đế, con là con cái của Ngài mà, con là con của Ngài mà, con phải khôn ngoan chứ. Lúc đó Thượng Đế lại cười thêm nữa, và tôi bộc phát cười rất là lớn. Tôi cười lên rất là vui tươi, và tôi cùng Thượng Đế cùng cười rất là thanh thản nhẹ nhàng. Vì thế đồng bào Việt Nam chúng ta nhớ, đây là sấm lệnh, đây không có, đừng có nói cái chuyện là gì, việc lớn việc nhỏ gì đây hết á. Bởi vì mỗi công việc của phục vụ cho nhau, chúng ta làm việc bằng cả cái tinh thần phục vụ cho nhau, thì chúng ta là những minh vương Việt Nam, là những bà phụng việc Việt Nam, tuyệt vời lắm. Thành ra ở đây không có so sánh việc lớn việc nhỏ gì hết, việc nào cũng quan trọng hết nếu chúng ta làm bằng cả một cái tinh thần phục vụ cho nhau, san sẻ tình thương yêu, san sẻ công bình bác ái, làm việc phục vụ cho nhau bằng tận đáy lòng mình, bằng hết khả năng của mình, thì mình là những ông vua, những bà phụng việc tuyệt vời vô cùng. Vì thế đừng có so sánh việc lớn việc nhỏ gì hết á. Bởi vì làm việc bằng cả một tinh thần phục vụ thì tất cả những việc làm của mỗi chúng ta đều giá trị như nhau trước mặt Thượng Đế và trước mặt tâm hồn, linh hồn của chúng ta. Riêng phần Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam, chúng tôi biết quý vị đã nhận tiền của bọn Tàu Cộng, của bọn Sa Tăng Cộng sản. Bọn Tàu Cộng đã đút lót tiền bạc hàng triệu 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 đô la, tùy theo chức vụ lớn nhỏ trọng yếu như thế nào. Bọn Trung Cộng đã đút tiền cho vợ con người thân của quý vị để buộc quý vị phải làm việc cho bọn Cộng sản Tàu Cộng Sa Tăng. Để rồi giờ đây tất cả quý vị các cấp có thế trọng yếu ở tại Việt Nam, tùy theo chức vụ lớn nhỏ trọng yếu, bọn Sa Tăng Trung Cộng đã mua đứt quý vị rồi. Giờ đây quý vị giống như những con cá nằm trong rọ. Quý vị không thể cãi lệnh bọn quỷ Sa Tăng Trung Cộng được.
Bởi vì con cái, vợ con quý vị đã nhận tiền của bọn Tàu cộng rồi. Có những đứa nhận lên tới cả hàng trăm triệu lận. Và nếu quý vị cãi lệnh chúng nó, thì chúng nó, bọn Sa Tăng Tàu cộng, chúng nó sẽ dùng gangster du đảng, điệp báo của chúng nó sát hại gia đình của quý vị. Thành ra quý vị rất là sợ sệt. Và giờ đây quý vị chỉ có ngậm miệng vì đã nhận tiền. Và quý vị đã và đang để cho bọn Sa Tăng Trung Cộng lấn chiếm Việt Nam từng giờ, từng phút, từng ngày. Và đà này thì chắc chắn đất nước Việt Nam sẽ lọt vào tay của Sa Tăng Trung Cộng. Và hầu hết đàn ông Việt Nam sẽ bị Sa Tăng Trung Cộng giết sạch. Thế nhưng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng không cho phép sự việc đó xảy ra. Bởi vì đó là việc làm nghịch ý Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Đó là việc làm quỷ diệt. Vì thế Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã và đang dàn dựng để bắt bọn quỷ Sa Tăng phải tuân phục Thượng Đế, cũng như để bắt những kẻ cố chấp kiêu ngạo làm việc cho quỷ Sa Tăng phải bị gục ngã và bị trừng trị. Nếu những kẻ đó không thực sự ăn năn sám hối gấp, tôi đặt trường hợp thí dụ Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung đã làm việc cho bọn quỷ Sa Tăng Cộng sản, và chính nó, thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, nó biết Cộng sản là quỷ Sa Tăng. Cộng sản rất là ác độc, ác vô cùng. Nhưng Hồ Chí Minh nó đã không dám giống lên tiếng nói chân thật của con tim Việt Nam, con tim của con người, để nói về sự ác độc của thế giới cộng sản. Để rồi đất nước Việt Nam chúng ta bị thiệt hại quá ư là nặng nề. Riêng phần thằng Hồ Chí Minh, sau khi chết, linh hồn của nó, ác hồn của nó đang bị giam giữ và chờ trời xử. Và ác hồn của nó đã biến thành yêu tinh chứ không phải là linh hồn của con người nữa. Bởi vì chính tôi đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho gặp ác hồn của nó trong giấc ngủ thiền định mà tôi van xin. Thượng Đế Toàn Năng đã cho tôi gặp ác hồn của nó, và nó giờ đây đã là ác hồn yêu tinh chứ không phải là linh hồn bình thường của con người. Bởi vì linh hồn của bình thường con người đó, làm con người khó lắm chứ không có dễ đâu, nghe không? Tuy nhiên Hồ Chí Minh nó đã trở thành yêu tinh quỷ râu xanh rồi, nó không phải là người thường nữa. Vì thế khi mà nó gặp tôi đó, và tôi có hồng ân của Cha Trời Giêsu, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ở cùng tôi, tôi có dấu ấn của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, dấu ấn the seal of the living God on my forehead. Khi tôi gặp ác hồn thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, lúc mà nó đến gần tôi thì nó bị té ngược lại sau lưng, nó bị lực của Thượng Đế Toàn Năng đẩy nó té ngược, lộn mèo, té bật ngược lại phía sau. Chúng nó không được đến gần tôi. Điều đó chứng tỏ nó đã thành quỷ Sa Tăng hay là yêu tinh hay là cái gì rồi, chứ không phải là linh hồn của con người nữa. Và chính thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, nó đã
van xin tôi, nó nói: ông Giống ơi, ông làm ơn ông nhắn nhủ lại cho đàn em của tôi, bọn cộng sản khốn kiếp, là hãy mau mắn nghe lời ông dạy bảo, nhờ đó mà tội ác của tôi có thể giảm được phần nào, chứ chúng tôi bị giam ở đây khổ sở và đói khát quá ông Giống ơi. Ông làm ơn nhắc nhở cho bọn khốn kiếp cộng sản mau mắn ăn năn sám hối, nghe lời ông dạy bảo, chứ nếu bằng không sau này, sau khi chúng nó chết, linh hồn của chúng nó sẽ bị nhốt chung với tôi. Và tôi chính đây là Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, tôi là chủ tịch của tụi nó. Tôi sẽ bắt chúng nó dập đầu và cúi đầu cả ngày, dập đầu cả ngày, miệng thì lẩm bẩm: dạ thưa chủ tịch. Đứa nào con nào thằng nào mà không nghe lời thì tôi đập bỏ mẹ chúng nó hết, bởi vì tôi là chủ tịch của chúng nó. Sẵn đây tôi nói cho cộng sản Việt Nam các cấp đó, cũng như cộng sản của Trung Cộng hay cái bọn cộng sản nào đó, tôi cho mày biết luôn nè, ác hồn của thằng Hồ Chí Minh nó dữ lắm, nó dữ vô cùng, tại vì tội ác nó giết nhiều người quá đó, nó thành tinh rồi, nó dữ lắm, nghe không? Có nhiều người nói là Hồ Chí Minh nó không có thiệt, Hồ Chí Minh giả gì, cái chuyện đó là trật lất hết rồi, Hồ Chí Minh nó có thật đó. Cái xác mà nằm ở tại Ba Đình đó là xác của thằng Hồ Chí Minh. Thằng Hồ Chí Minh đó, tức là nó chết hồi năm 69 phải không? Chính nó đó. Bởi vì Thượng Đế đã cho tôi gặp ác hồn của nó rồi. Nghe không? Tôi cho quý vị biết luôn nè. Đảng Cộng sản, Tàu Cộng, rồi Việt Cộng hay là Cộng sản sản cái gì của quý vị đó, thằng Hồ Chí Minh nó rất là hung dữ. Tôi nè, Phù Đổng Thiên Vương tái thế nè, tôi giới thiệu cho quý vị biết luôn, tôi là Phù Đổng Thiên Vương tái thế, có từng có giới có hoa, tiền kiếp của tôi là Phù Đổng Thiên Vương, tin không tin là quyền của quý vị. Còn những người mà người Việt Nam hiền hòa thì biết tôi là ai, phải là người được Thượng Đế chọn thì mới được nhận được sấm lệnh của Thượng Đế, mới chụp được những hình ảnh này, mới được làm việc, mới được nói lên những cái câu nói như thế này một cách hiên ngang và rất là nhẹ nhàng và rất là thảnh thơi, không có gì phải giấu giếm gút mắt cái gì hết á, điển nói chuyện rất là rõ ràng. Thằng Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, Hồ Chí Minh á, ác hồn của nó dữ lắm. Tôi nè, khi mà Thượng Đế cho tôi gặp nó, tôi với nó gặp nhau đó, nó còn sấn đến nó đòi đánh tôi luôn đó, huống chi mà những người khác. Nhưng khi nó đến gần tôi thì nó nhìn lên trán của tôi, nó nhìn lên người tôi, nó thấy có hào quang thánh giá, nó bị bật ngược trở lại, nó té lăn cù, nó nói: ông Giống ơi, đừng đến gần tôi, đau quá ông Giống ơi. Đồng bào có thấy coi phim mà movie mà Dracula ma cà rồng đó, rồi khi mà gặp thánh giá đó, cái quỷ ma cà rồng nó nhăn ra mặt, nó sợ, nó né đó, rồi nó té rồi cái đó. Y chang vậy đó. Thằng Hồ Chí Minh nó gặp tôi, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung gặp tôi, đến gần tôi nó đòi đánh tôi luôn mà. Lúc đó tôi sợ đó, tôi không lòng nó: ủa thằng này nó dữ quá vậy ta, không biết tính sao nữa, này nó dữ quá. Mình xin Thượng Đế cho mình gặp ác hồn nó, mình vừa gặp nó thì bắt đầu nó nhào tới, nó quýnh mình, nó đòi quýnh mình nha, thằng này dữ quá, mình không biết tính sao. Tôi thì bản tôi hiền lắm, tôi không biết, lúc đó chưa biết tính sao nữa, tôi mới nói: ủa Thượng Đế ơi, bây giờ tính sao đây, thằng này nó dữ quá. Thì Hồ Chí Minh nó nhào tới, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung nó nhào tới, nó đòi đánh tôi nha đó. Ghê vậy đó. Nó mặc bộ đồ kaki, thời mà bộ đồ mà trong cái hang mà bác phó đó, khi mà tôi gặp nó thì cái dáng dấp của nó thì là y chang là cái hình ảnh mà Hồ Chí Minh mà mặc cái quần kaki xà lõn, cái áo kaki đội cái nón cối đó, không? Ở hang bác phó đó, để râu nữa đó, thời mà trung niên của nó đó, mà mặt mày nó dữ lắm, ghê gớm lắm, nghe không? Trong lúc mà trước khi nó nhào tới đòi đánh tôi thì tôi thấy là nó trước đó thì nó đang đánh đập đàn em của nó, không biết đánh đập thằng nào á, mấy cái thằng mà đàn em của nó mà chết trước á, nhốt chung với nó mà nó quýnh đập nó, bắt mấy thằng đó phải bắt ruồi, bụi, mũi, chuột, bọ, rắn rít cho nó ăn, nó quýnh đập mấy thằng kia, nó bắt mấy thằng kia mà dập đầu này kia, rồi nó
dạ thưa chủ tịch thì cái nó ghê lắm đó, nó nhắn vụ như vậy đó nhớ. Bây giờ riêng phần đồng bào Việt Nam chúng ta, rồi những người mà kêu bằng đấu tranh, tranh đấu trên mạng đó, bây giờ đó cần làm bổn phận của quý vị, giúp Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại thông báo hai sấm lệnh đặc biệt này và những phép lạ đặc biệt mà tôi đã trình bày cho người Việt Nam chúng ta biết gấp. Khi người Việt Nam có trên 5 triệu người biết thì trong vòng 3 tháng sau là nhiều lắm, mà là thế giới cộng sản không còn nữa. Đồng bào chỉ cần biết hai sấm lệnh này và những phép lạ hình ảnh này, copy những hình ảnh này, phải không? Rồi, mỗi ngày ra đường cầu nguyện 6 giờ sáng, 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều, chọn giờ nào thích hợp với mình, bước ra khỏi văn phòng, bước ra khỏi nhà cầu nguyện thôi. Không cần phải đi đâu xa, đi tập hợp chỗ nào, tụi cộng sản, tụi trung cộng, điệp viên bây giờ nó tràn đầy hết rồi, nó biết, nó tới đánh đập, nó chặn đường rồi, nó hiếp đáp rồi, nó bắt, nó giam rồi, nó khổ khổ kinh hoàng. Bây giờ đó nhà ai nấy ở, chỉ cần biết hai sấm lệnh này và hình ảnh phép lạ này, quý vị cứ đến 6 giờ sáng, 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều, thuận giờ nào, hợp giờ nào, bước ra khỏi nhà, ngay nhà mình đó, trong khuôn viên nhà mình mà, mình ngẩng mặt lên trời mình cầu nguyện, điển Thượng Đế từ trên trên trời chiếu xuống, đứa nào nó tới nó phá mình, nó sợ chết mẹ nó, trên đường đi á là nó té lái rồi, lơ mơ là nó bị sứ thần của Thượng Đế đó xô nó té, nó té dập mặt, nó khiếp sợ luôn đó. Mà tới nhà mình nó làm gì mình ở trong khuôn nhà mình cầu nguyện mà, nó làm gì mình giờ, không làm được gì mình hết. Nếu mình ở trong khuôn viên đất của nhà mình cầu nguyện, nghe không, mình cầu nguyện thôi, mà nó dài tràn vô để nó giết chóc mình thì thôi, địch mẹ nó, là mấy cái thằng đó là kể như là phải giết nó, phải tàn sát nó, phải nuốt sống nó luôn, bầm nó luôn, nấu nó luôn nữa, chứ không cần phải nói nữa. Mình đi ra ngoài nó tìm cách nó hại mình, nó ồ phá rối trị an rồi đánh đập nó bắt mình. Bây giờ mình không đi ra cái vùng ở ngoài nữa, mình ở tại nhà mình trong khuôn viên đất đai của nhà mình bước ra ngoài mình cầu nguyện cùng cha trời Thượng Đế toàn năng để nhận lãnh điển của Thượng Đế toàn năng ban xuống để đuổi bọn quỷ sa tăng cộng sản. Mình được quyền làm điều đó, mình đâu có đứng nhà đất của ai đâu. Mà nếu mình đứng ở nhà đất của mình cầu nguyện xin Thượng Đế tha thứ tội lỗi cho nhân loại, xin Thượng Đế đuổi bọn tàn ác ngoại bang, bọn tham sân si, bọn tư bản xanh, tư bản đỏ đã và đang cấu xé hành hạ dân tộc Việt Nam chúng ta, bọn đã cướp đất, cướp biển, cướp dân Việt Nam chúng ta, sát hại dân Việt Nam chúng ta. Xin Thượng Đế xót thương, soi sáng những kẻ đó hãy sám hối, cũng như đuổi những kẻ đó ra khỏi đất nước Việt Nam chúng con. Xin Thượng Đế ban ơn tha tội cho những kẻ đó. Cầu nguyện xin Thượng Đế tha tội cho họ luôn đó. Cầu nguyện đủ thứ cầu nguyện tốt lành hết á. Mình không có cầu nguyện những cái gì mà ác độc hết. Hiểu không? Mình đứng trong đất của mình. Hiểu không? Bước ra khỏi nhà, đứng trong vùng đất của nhà mình. Ở ngoài sân, sau hè. Mình cầu nguyện ngay cửa ngõ mình. Hiểu không? Mà nó còn nhào tới, nó tới, nó cấm mình, nó bắt bớ mình nữa thì thôi đủ mẹ nó, giết nó luôn, địch mẹ nó, tàn sát nó luôn. Bữa nay Thánh Giống nói chuyện nó thẳng luôn nha. Mình cầu nguyện ở tại nhà của mình, sau sân nhà của mình, trước sân nhà của mình, đất đai của mình, mà đủ má đủ mẹ nó, có thằng nào con nào bất cứ đéo biết ai là ai đến mà ngăn cản đàn áp đánh đập mình thì thôi đủ má nó, mình chặt, mình giết, mình bầm, mình nấu nó luôn, ăn luôn, không có uổng phí gì hết. Chúng ta được quyền làm điều đó, Thượng Đế cho phép, bởi vì mình đã bị đàn áp đến cái độ mà không còn gì nữa, mình chỉ cầu nguyện ở tại nhà mình mà nó đến nó đàn áp mình thì mình còn gì nữa để mà nhường nhịn, đúng không? Bởi vì những cái đó là kể như là bọn quỷ rồi, nó là yêu tinh, là quỷ rồi. Lúc đó chúng ta chỉ có một cách duy nhất là gì?
là tàn sát chúng nó, nghe không? Bầm nó, nấu nó ra luôn đó, khỏi uổng phí gì hết, nghe không? Sát nó ra, nấu, bầm nấu nó, ăn luôn, không có sao hết á. Đâu gì đó, không có uổng phí gì hết. Đồng bào biết con vật á, nó giết nhau, nó gặm tới xương luôn, không, nó không có uổng phí gì hết. Con người giết nhau vì lòng ích kỷ, nghe không? Ác độc, kiêu ngạo. Mình phải dạy nó bài học. Đúng ra mình không cần phải nấu nó ăn gì hết. Mẹ bầm nó chứ chích mẹ nó luôn. Tàn sát nó, nghe không? Lấy sát nó bầm ra rồi trồng cây, nghe không? Sẽ sinh trái, nó hữu ích hơn. Những thằng đó, những đứa đó không đáng sống, nghe không? Còn đủ má mày, đủ mẹ mày, mấy cái thằng cộng sản này chứ, Việt Nam ấy chứ. Mày tụi bay đóng vai lãnh đạo, nắm vai những cháu mốt để gìn giữ phục vụ đồng bào, giữ nước. Đủ má mày hàng, mày nhận tiền của Tàu Cộng, nghe không? Rồi mày đàn áp người dân, nghe không? Đủ má mày, địch mẹ chúng mày. Chúng mày lo mà sám hối, nghe không? Chúng mày chậm trễ đó, khi mà cơ trời chuyển sắp tới nè, người dân sẽ nổi dậy, sẽ giết chúng mày, nghe không? Từ cái bọn công an cho đến cái bọn gì mà bí thư các cấp rồi đó, nghe không? Cái bọn mà quân đội mà nhận tiền của cộng sản cũng thế, nghe không? Tụi bay á, từ là bộ trưởng, bộ đắc gì đó, thủ tướng, cái con cặc giống đéo chúng bay, hoặc là những con đĩ chó nào mà đóng những cái vai mà mấu chốt á trong chính quyền cộng sản á, chúng bay cho chúng bay biết luôn. Chúng bay mà ăn năn sám hối không kịp lúc á, khi mà có trời chuyển đó, người dân nổi dậy đó, sẽ bầm chúng bay, nghe không? Người dân sẽ bắn giết chém chúng bay, rồi gánh thì đập, gạch thì đập, cây cái bằng cấu xét máu mắt, tụi bay sẽ bị người dân xử kinh hoàng lắm, nghe chưa? Tụi bay lo sám hối đi, nghe lời ta dạy bảo đi. Đây là vua Việt Nam, với tư cách là vua Việt Nam rất là hiền hòa, nghe không? Nhưng mà không thiếu phần oai nghiêm hay chưa? Và những sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế mà Thượng Đế đã ban cho nhân loại, ta là người nhận được, nghe không? Và những phép lạ vĩ đại như thế này ta nhận được, và tư cách là vua Việt Nam, vì thế ta có thể van xin đồng bào tha tội cho chúng bay, với điều kiện là chúng bay phải sám hối gấp và nghe lời ta dạy bảo, tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính ta, y sư thánh giống tại thế, minh vương Việt Nam, vua Việt Nam, làm việc cùng đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta để mau mắn tái thiết quê hương xứ sở, và cùng lúc đuổi bọn Tàu Cộng về nước khẩn cấp. Nếu chúng bay cãi lệnh, chúng bay sẽ hối hận vô cùng. Đã muộn rồi, chưa hết, sau khi chết, linh hồn của chúng bay sẽ bị nhốt chung với thằng ác hồn Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, Hồ Chí Minh. Nó sẽ đánh đập chúng bay hàng ngày, nó bắt chúng bay phải dập đầu cúi đầu, miệng thì lẩm bẩm dạ thưa chủ tịch. Chưa hết, sau đó khi mà chúng bay trình diện Thượng Đế, chúng bay sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Satan, và linh hồn của chúng bay sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm như thế này. Các con ơi, chứ không phải là chuyện đùa đâu, chứ không phải là chúng bay mẹ tham nhũng hối lộ rồi bán dân bán đất bán biển rồi nhận tiền của Tàu Cộng để cho điệp viên Tàu Cộng, tình báo của Tàu Cộng nó đánh đập người dân Việt Nam của mình bấy lâu nay. Đủ mẹ mày, đủ má mày, địch mẹ chúng mày, có bọn ngu sửng ngu dốt. Chưa hết nữa, sẵn đây nói luôn, đa số của bọn Việt Kiều, Việt Giang á, địch mẹ đó, ngu dốt. Chúng bay đã trực tiếp, nghe không? Gián tiếp, nghe không? Giúp nhau bọn Cộng sản Việt Nam á, nó bán đất, bán biển bấy lâu nay. Bởi vì đa số Việt Giang, nói chung, Việt Giang là khỏi nói, bọn là bọn quỷ Satan như là bọn Cộng sản rồi. Bọn Việt Kiều đa số hàng năm gửi tiền về Việt Nam, nghe không? Hàng 10 tỷ, rồi tiền xài Việt Nam 5, 7 tỷ, 10 tỷ, một năm gửi Việt Nam, xài Việt Nam trên dưới 20 tỷ đô. Tiền đó là tiền để mà bọn Cộng sản Việt Nam á, nó tồn tại, để mà nó tiếp tục nó bán nước, bán dân, bán biển Việt Nam chúng ta. Trong khi đó, những đồng tiền đó, chúng bay đó, cái bọn Việt Kiều đa số chúng bay, ở đây ta không nói hầu hết,
Nha, muốn xin lỗi, ở đây ta không nói hết, nhưng mà ta nói là hầu hết chúng bay đéo có đứa nào phụ giúp hội đồng của Việt Nam và nhân loại hết á. Trong đó ta làm việc bao nhiêu năm nay, tụi bay có chứng minh tụi bay giúp được được hội đồng của Việt Nam được gì đâu? Đếm lên đầu ngón tay chỉ có một thiểu số đồng bào, ít lắm, còn 99.999% chúng bay đéo có làm gì hết, chưa làm gì hết. Đấu tranh ngu dốt, đem sự hiểu biết của con người ra, quyền năng của con người ra đối đầu với bọn quỷ sa tăng cộng sản. Tụi bay là cái đéo gì mà mày đối đầu với bọn sa tăng cộng sản? Nó là quỷ mà mày, tụi bay cứ đem cái quyền năng của con người ra để mà đấu với chúng nó, không? Rồi cùng lúc chúng bay cứ tiếp tục gửi tiền về để mà tạo cơ hội cho chúng nó tồn tại, để mà bán đất, bán biển, bán dân. Đến giờ phút này đất nước Việt Nam sắp sửa nằm trọn trong tay của bọn Tàu Cộng. Đụng má, ngu ơi là ngu, đúng không? Quá ngu. Trong đó là chúng bay đéo muốn học. Những phép lạ hiện như thế này, sấm lệnh hiện 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 ra, sấm lệnh ban ra như thế kia, bao nhiêu phép lạ hiện ra thế này, nào là mặt Chúa Giêsu, nào là anh hùng chiến sĩ Trận Vong, nào là ông bà tổ tiên mình, nào là quỷ sa tăng hiện ra, nào là cảnh báo về sóng thần sắp xảy ra, rồi nhiều phép lạ nữa. Đúng mẹ, vậy mà nó đeo học, không muốn học, không không muốn học những gì mà hữu ích của thế giới thiên loại. Chúng nó chỉ muốn học những cái gì mà ngu dốt, cái tầm hiểu biết của con người thôi. Con người biết cỡ nào? Biết là biết thế giới con người là con người, còn thế giới cao hơn là gì? Là thế giới thiên loại. Địt mẹ. Tụi bay nhớ cái lúc mà vượt biên không? Ở ngoài biển lên đên 5-7 ngày không? Là bắt đầu kêu trời, kêu Phật, kêu tổ tiên mình nhiều cái cứu mình. Đụng mẹ. Đụng má, tức địt mẹ. Khi mà đến bờ tự do rồi đó, làm ăn khấm khá rồi đó, là chảnh cái mặt ra. Ôi, đúng bây giờ này ai mà hơi đâu mà cầu xin với ông trời, với ơn trên làm cái gì nữa. Bây giờ ý sức mình không, mẹ đi làm tao có tiền mà, không? Tao bây giờ job thơm, có tiền này kia, nhà cao cửa rộng, con tao thành đạt hết, học ra trường hết. Đủ mẹ tao mắc mớ gì mà nghe lời thế giới thiên loại. Mắc mớ gì tao phải học hỏi những cái sấm lệnh mới của Thượng Đế. Mắc mớ gì tao phải học hỏi những phép lạ của Thượng Đế ban cho. Địt mẹ tao, là bây giờ tao bảnh rồi. Đủ mẹ nó ngu ơi là ngu. Đủ mẹ ngu vừa vừa thôi, ngu quá. Tụi bay lên cái trang mạng nè, chống cộng nè, internet á, 3-7-21 ngày, chứ là cứ ngày nào cũng nói ba cái chuyện chửi cộng sản, chửi đủ mẹ hơi mệt, chửi mệt, nó là quỷ sa tăng mà chửi nó cái gì. Trong đó chuyện cần làm không làm, phụ giúp hội đồng của Việt Nam và nhân loại để làm việc giải tán thế giới cộng sản, dùng quyền năng của thế giới thiên loại để làm việc. Chỉ có quyền năng của thế giới thiên loại mới có thể giải tán được thế giới cộng sản. Ngoài ra sức con người đéo làm được cái con cặc gì hết á. Đủ mẹ nó ngu, ngu vừa vừa, ngu quá, ai chịu nổi. Bữa nay tức quá thành giống phải chửi. Bữa nay bên ta không có chửi, nhưng mà ông bà tổ tiên mình nó nhập vô ta, bữa nay chửi tụi bay đó. Đa số đám Việt Kiều tụi bay đủ má ngu quá. Đủ mẹ ngu vừa vừa thôi, ngu quá. Ngu quá thì ta chịu nổi. Mẹ Việt Nam đẻ ra tụi bay uổng, nặng hơi mở cổ, tốn sức đẻ ra chúng bay. Rồi á, đấu tranh ngành đấu mấy thằng cầm đầu, đấu tranh ngành đấu hội trưởng, hội đoàn, hội điếc, cái đéo gì bên đây, đa số những cái đứa, những cái con, những cái thằng hội trưởng hay là chủ tịch cái gì đó, đa số chúng nó là bọn cộng sản, Tàu Cộng đã đút tiền, đem tiền qua mua chúng nó hết rồi. Mua bằng cách nào? Đút cho vợ con đó. Đút thẳng cho nó không chịu gì không? Cứng cựa không đủ, người ta đút cho vợ con mày. Tháng tùy theo chức vụ, 2.000, 5.000, 10.000, 10.000 đô la, nhiều lắm thì cho mẹ tháng 20.000 đô la, là địt mẹ nó cầm mõm chó đó, riu riu. Đấu tranh cái đéo gì đủ má tụi bay xạo xạo. Đa số tụi bay là vậy hết. Ở đây ta không nói hết nha. Đa số những hội trưởng và chủ tịch hội cái đéo con cặc gì đủ mẹ chống cộng ở hải ngoại nè. Đa số tụi bay là bị Tàu Cộng nó mua hết rồi. Ngay cả một số mà
quan chức bằng kêu bằng chức vụ chính quyền của Mỹ tại ông Câu Ti nè, đủ mẹ đó, nó có đã nhận tiền của bọn Tàu Cộng rồi nè, huống chi hả, cái chuyện đó có đó. Các cơ quan FBI mà headquarter là cần đang điều tra, phải điều tra, nghe không? Chính phủ Mỹ đâu phải điều tra. Tại sao tao dám nói? Tại sao tao dám nói? Tại vì đủ mẹ nó, cái thằng những cái thằng cầm đầu á của Tàu Cộng hay Việt Giang, Việt Cộng hay những cái thằng gangster gì đó, nó đến ám hại ta đó, đủ má nó trên đường đi đó, là nó bị triệu triệu, bị anh hùng chiến sĩ trận vong xử nó rồi. Xử tinh vi hơn FBI xử, xử tinh vi hơn CIA cử, xử tinh vi hơn KGB, xử tinh vi hơn bất cứ cơ quan nào trên quả địa cầu, cũng như tinh vi hơn bất cứ băng đảng găng tơ, cái con cặc chó nào đủ má nữa, rồng xanh rồng đỏ rồng đéo gì ở quả địa cầu này, không tinh vi bằng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong xử, nghe không? Bởi vì ta cầu nguyện triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây để chứng tỏ ta là ai. Thành ra quý ngài phù trợ ta, bảo vệ ta, nghe không? Ta được sự bảo vệ của Thượng Đế Toàn Năng và của triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Đủ mẹ nó trên đường đến mà hại ta đó. Lái xe là tự nhiên xe đủ má đâm vô cục đèn ở đâu, hay là đang lái xe tự nhiên đủ bị stroke chết mẹ. Còn gặp ta đó, nghe không? Gặp ta đó, nghe không? Ta bị đủ má như trời trồng vậy đó. Ta đứng sát bên mà đụng mà đéo biết ta ở đâu hết á, không không thấy ta. Ta thấy tụi nó nhưng mà tụi nó đéo thấy ta. À, nó là như vậy đó. Đó lý do tại sao ta còn sống nè. Đủ má đó. Địt mẹ chúng nó. Chúng nó còn mua như một số mà chức năng quyền chức làm việc chính phủ cho chính phủ Mỹ nè. Để mà dùng pháp lực để mà vu khống mạ lị ta mấy chục năm nay luôn đó. Bây giờ chúng nó là bắt đầu rung là bởi vì cơ quan FBI đang làm việc, mà đã làm việc rồi, theo dõi chúng nó. Đủ mẹ tao nói luôn cho biết luôn đó. Đủ má tụi bay, cái bọn Tàu Cộng, bọn Việt Giang, bọn Việt Cộng nhé. Tụi bay sám hối đi con à. Ta đéo còn thời giờ chúng bay nữa, nhé không? Nhé không? Tao nói là người bệnh mới cần thầy thuốc. Nghe không? Những người mà người ta đấu tranh á, tội nghiệp cho những người người ta chưa biết Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại do Minh Vương vua Việt Nam lãnh đạo, do Phụ Đổng Thiên Vương tái thế lãnh đạo theo lệnh của Thượng Đế Toàn Năng. Chứ nếu mà những người mà đấu tranh thật sự họ biết Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam làm việc bấy lâu nay thì họ sẽ làm việc cùng chúng ta, thì chúng bay không thể nào bắt được họ đâu. Và là bởi vì chúng ta sẽ làm việc bằng kế sách của thế giới thiên loại, thì đủ má địt mẹ cái bọn Sa Tăng, cái bọn Cộng sản, cái bọn Tàu Cộng, cái bọn Việt Giang không thể sát hại được chúng ta. Bằng chứng là đủ mẹ rõ ràng, ta làm việc bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay, đủ má đó, cái địt mẹ cái bọn Tàu Cộng, Việt Giang, cái đéo gì băng đảng, con cặc, cái đéo gì găng tơ gì, có đứa nào sát hại được ta đâu. Thấy không? Nhưng mà những người đó người ta hy sinh. Tại bị bắt, bị nhốt, bị đánh đập, gia đình ta khổ sở. Để làm chi? Để cho chúng ta sáng con mắt ra. Sáng mắt là cách nào? Đó, người ta đấu tranh bằng thật lòng đó. Và người ta bị bắt đó, tại vì người ta chưa biết Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam là ai, chưa biết Minh Vương Việt Nam mình ở đâu. Còn địch mẹ cái bọn hải ngoại đủ ở ngoài Việt Kiều này, tôi mới biết Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam làm việc mấy chục năm nay rồi. Đa số chúng bay đủ mẹ đéo có phụ giúp, đéo có làm bổn phận của chúng bay. Có phải chúng bay nhục không? Một bọn ngu dốt đủ mẹ. Bởi vậy ta đéo muốn nói chuyện chúng bay, đéo muốn nhìn mặt chúng bay nữa. Liệu mà giữ hồn, lập công chuộc tội đi. Đa số bọn Việt Giang, Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, đa số chúng bay đủ mẹ ngu quá. Mấy ngu gì vừa thôi. Bữa nay tổ tiên mình mở miệng ta chửi, chứ phải ta chửi nghe không? Đứa nào hiểu được tốt, còn chưa hiểu thì đây kể như một vở kịch cười vậy thôi, nghe không? Rồi, Thánh Giống Minh Vương Việt Nam xin kính chào tạm biệt. Bên này làm việc lâu quá rồi.
Mệt rồi, bây giờ cần phải nghỉ ngơi. Ủa, mệt quá, còn bao lâu nữa? Đó, còn 1 phút nữa mà giờ đéo muốn nói chuyện luôn, mệt rồi. Chúng con kính lạy Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, xin thương xót, ban ơn cứu rỗi và tha tội cho dân tộc Việt Nam chúng con. Nhất là ban ơn cho ba bọn Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều mau mắn ăn năn sám hối, đồng hành cùng chúng con để làm việc cùng nhau giải tán thế giới cộng sản. Để rồi chúng con mau mắn cùng nhau đồng thời làm việc phân phát hai sấm lệnh vĩ đại của Ngài ban cho nhân loại, cũng như phân phát những phép lạ vĩ đại của Ngài đến cho tất cả đồng bào nhân loại chúng con được biết gấp. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần cùng Tổ Tiên Thánh Thần Việt Nam chúng con, và cùng tất cả các chư vị Phật tổ, con cái của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng tất cả quý anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu, xin thương xót nhận lời chúng tôi cầu xin. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, xin nhận lời chúng con cầu xin. Amen. Xin nhận lời chúng con cầu xin. Xong rồi nha. Kính xin đồng bào cho thánh gióng nghỉ ngơi. Và rất là trang trọng thông thông báo tin vui cho tất cả những đồng bào đau khổ, nghèo khó ở tại Việt Nam. Chúng ta, Minh Vương Việt Nam, Vua Việt Nam sẽ có mặt ở đất nước Việt Nam một ngày rất gần đây, theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Vì thế quý vị hãy yên lòng, ráng chờ thêm chút xíu nữa, không bao lâu nữa đâu, có thể tôi nghĩ là nội trong năm nay tôi phải sẽ có mặt ở tại Việt Nam. Và khi tôi đặt chân xuống tại đất nước Việt Nam thì đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ có hòa bình, vì tôi chính đây là Vua Việt Nam, vị cứu tinh Việt Nam, người mà Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho đồng bào Việt Nam chúng ta và đất nước Việt Nam chúng ta.